nay chúng ta sẽ thực hiện ước mơ cho bạn Bảo Ngọc. Và bây giờ thì cô hiệp sĩ Thùy Trang đang đứng trước nhà của bạn ấy rồi. Chúng ta sẽ cùng vào trong nhé. À, chào chị ạ. Chị ơi, em hỏi đây có phải nhà của bé Bảo Ngọc không ạ? Đúng rồi ạ. Dạ, xin phép chị cho em gặp bé ạ. Dạ cô. Chào con. Bảo Ngọc ơi, cô là Thùy Trang và cô đến từ chương trình Ước Mơ của em. Thưa cô là con muốn làm vận động viên aerobic. Tại sao con lại thích trở thành một vận động viên aerobic? Dạ, tại vì giúp cho sức khỏe, tăng chiều cao. Con hơi gầy thì thường thường là sẽ không đủ sức khỏe để tham gia những cái môn thể thao mà đòi hỏi là có một cái sự dẻo dai. Con đã bao giờ tập thể dục hay là tập aerobic ở đâu chưa? Dạ, tập yoga với ngoại. Đâu con làm cho cô coi coi. Con cũng có đều đến nha. Ôi trời ơi. Đây, được không? Chắc được. Trời ơi, trời ơi. Cái tay cô không thể nào. Giờ mình hát nhau nghe bài đi. Nãy giờ là cô thấy là con cũng khá là dẻo, thậm chí là dẻo hơn cô nhiều luôn á. Con nghĩ là tập aerobic khó hơn yoga không? Khó. Khó đúng không? Ở nhà con nhảy gì? Con bật nhạc lên con nhảy theo hay sao? Dạ. Bắc Kinh Hà, Đà Nẵng bây giờ, cầu qua kèo là kèo qua cầu. Châu Ban giàu và tàu mà tên Châu Ban ít ở lại làm chi? Con le le đánh trong thổi kèn, con bìm bịp thổi tỏ tê tê tỏ tê. So với cái bài hát hay bài nhảy của con vừa rồi thì nó khó hơn rất là nhiều. Con thấy dễ. Con thấy dễ hả? Thôi được rồi. Cô sẽ cho con tận mắt nhìn thấy để xem là con thấy dễ hay không. Rồi đến lúc đó mình sẽ quyết định là mình có theo đuổi ước mơ nữa hay không nha. Con đi thực hiện ước mơ. Thực hiện ước mơ hả? Rồi mẹ chúc con ngày hôm nay sẽ thực hiện được ước mơ ha. Xong rồi sau ngày hôm nay là về sẽ mập mạp cao to khỏe lên nha. Chào chị. Hôm nay cô dắt con đến gặp cô Trà My. Cô là huấn luyện viên aerobic ở đây á, cái người mà con muốn học cũng như là muốn trở thành á. Bây giờ cô sẽ thử, cô My sẽ thử với con, thử coi con cách học được không nha. Giữ chặt phải nha. Rồi bây giờ nghiêng qua cô My nè, nghiêng qua sau bớt. Đây, đó. Cô mày chưa chứ con chưa mày. Không, không nói thường nha. Được không? Được không? Bây giờ cô My thấy bé Ngọc á là con cũng khỏe nè, nhưng mà để mà tập aerobic á là mình phải cần nhiều sức khỏe hơn nữa. Đó, thấy bạn chưa? Trời ơi. Con cho cô hỏi là con mấy tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi. Con mấy tuổi? 8. Trời ơi. Thấy chưa? Bạn cũng 8 tuổi giống con luôn. Rồi bạn bao nhiêu ký? 45. 45 ký. Con bao nhiêu ký? 22 kg. Chế độ ăn uống của con như thế nào? Mình ăn cơm. Ăn cơm ít đi được ăn sữa. Mà ăn cơm là ăn chén cơm hay là một tô cơm? Một tô. Một tô cơm. Rồi có uống sữa không? Có. Gì nữa? Sữa. Con có ăn phô mai. Phô mai nữa. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn. Sáng á, bình thường á là bây giờ một ngày là con phải ăn ít nhất là 3 buổi. Ít nhất nha là sáng nè, trưa, chiều. Một bữa của con á là con phải ăn là cơm nè, có thịt nè, cá, có rau, được không? Xong rồi là ăn trái cây. Ở nhà có ăn trái cây không? 9 giờ con phải đi ngủ. Tại vì con ăn uống rồi con phải ngủ đủ giấc nữa thì con mới khỏe được, chứ không? Bây giờ á là mình sẽ cầm theo cái chế độ mà cô My đã vừa hướng dẫn cho mình. Mình về nhà mình thực hiện. Và khi nào mình cảm thấy là đã lên cân, đã tốt hơn rồi thì mình sẽ đến đây xin cô để học aerobic. Sau khi mà đã giao kèo với nhau là chúng ta sẽ lên cân. Và còn một thử thách nữa mà cần phải hoàn thành, đó là cô với con sẽ ăn đua với nhau. Và cô cũng nói với con rồi là cái khả năng ăn của cô thì cũng không có nhanh, bởi vì chúng ta là ngang tài ngang sức. Bây giờ mình giao kèo với nhau đi, nếu như mà Con thua thì sao? Vuốt lỗ tai à. Lên lớp là cũng ăn chọc quá mà bạn nó cười mà khóc luôn. Nghĩ hả? Mấy con bạn... thấy chưa? Bây giờ là cô hết rồi nè. Cô chỉ cần là uống nước thôi nè. Coi như là con vẫn chậm một chút xíu. Như vậy để nhớ nha, không chỉ cái bữa này mà tất cả những bữa sau nữa. Con phải cố gắng ăn nhanh, ăn nhiều. Trời ơi, không được 22kg nữa, bây giờ mới có 22kg tròn. Khi nào mà con lên ký, sau cái mức ký mà 22kg kia thì con gọi cho cô. Thì lúc đó cô sẽ sẵn sàng giúp con thử thách mới tiếp theo. Dạ. Nha. Dạ. Sau một thời gian chúng ta đã gặp lại nhau, không biết là có thay đổi gì không ta? Như là con có lên mà xong đó là con bị bệnh. Rồi bây giờ leo lên kênh cho cô coi. Bây giờ đã ăn nhanh hơn chưa? Dạ rồi. Hồi trước con kể cho cô nghe là con thích nhất món gì nè? Dạ, trứng kho thịt. Rồi, còn con ghét nhất món gì nè? Mỡ với cá. À, cá. Vẫn còn kén ăn nè, vẫn còn ăn chậm nè, ký thì không lên nè. Bây giờ làm sao đi học aerobic đây? Con có thể làm một cái điều gì đó chứng minh như cô thấy là con đã cố gắng và con đang cố gắng. Thử thách là ăn cơm đi nha. Dạ. Nếu như con không hết thì cô sẽ đi về và chúng ta không thực hiện ước mơ nữa. Đồng hồ 1, 2, 3 bắt đầu. Đồng hồ vẫn dậy rất là nhanh. Bốn 23 22. Rồi. Nhưng con biết lý do tại sao lâu không? Tại vì con nhai, con giống như con ngậm cơm trong miệng mà không chịu nuốt. Một cái thói quen rất là xấu, cần phải khắc phục, biết chưa? Nhưng mà ghi nhận sự cố gắng của con. Nên bây giờ chúng ta sẽ lên đường để đến học aerobic. À, nghiêng qua cái, đứng thẳng cái chân lên, nghiêng qua cái. Thì về nhà thì cháu cũng có sự thay đổi, cũng cố gắng ăn. Với lại uống sữa thì cũng để ý coi cái nào mà kilocalo nhiều là uống. Dạ. Ráng nhiều khi ngán cũng ráng. Dạ. Nhưng mà tại vì cái thể trạng của cháu từ nhỏ lớn là nó thường xuyên bị về cái lưỡi á. Dạ. Nhưng mà thấy cũng có cố gắng. Cái có một lần đó cân ăn xong rồi uống sữa rồi ăn cái bánh su kem xong nhảy lên cân thấy 23kg mừng quá trời luôn. Kêu chị hai chạy đến coi. Rồi thế thì em nghĩ là từ từ bé sẽ cảm nhận được và sẽ tự cố gắng để thay đổi.